Nó sẽ có cái 5 cấp độ collaboration. Nếu như chúng ta cạnh tranh ngày nay là dựa trên cái sự hiệu quả mà quy trình, thì collaboration cũng cần xem xét như là một cái quy trình. Như vậy á, thì những chỉ số để đo lường cái hiệu quả về mặt collaboration, nó có thể là cái năng lực mà về mặt dịch vụ, chẳng hạn như là giao hàng, tỷ lệ mà các anh chị thực hiện đơn hàng, hoặc là cái thời gian các anh chị giao hàng một cách nhanh hơn, hoặc là cái chi phí của anh chị bỏ ra để bảo hành, bảo trì nó sẽ thấp hơn rất nhiều trên cái phần trăm của doanh thu, hoặc là nó giúp các anh chị tuân thủ sản xuất, bởi vì những cảnh báo nó đến từ cái hoạt động sản xuất và vận hành. Cái thời gian mà hàng tồn kho nó nằm trong kho nó cũng trung chuyển nhanh hơn, và cái chu kỳ tiền biến thành tiền nó cũng nhanh hơn, và hiệu suất sử dụng máy móc thiết bị để mà tạo ra cái giá trị nó có thể nó cao hơn, bởi vì mình biết được là những cái ràng buộc về mặt khả năng của máy móc cũng như là cái thời gian. Như vậy thì năm cấp độ collaboration nó bắt đầu từ collaboration giữa các nhân viên với nhau. Cái thứ hai, collaboration của các hệ thống, có thể mỗi doanh nghiệp của anh chị sử dụng những hệ thống khác nhau, khách hàng của anh chị có thể sử dụng những hệ thống khác nhau. Như vậy làm sao chúng ta kết nối với nhau để chia sẻ thông tin kịp thời. Và collaboration cũng có thể bắt nguồn từ cái việc anh chị có những cái đơn hàng thử, các anh chị muốn kiểm tra thị trường trước khi anh chị tung ra một cái sản phẩm với số lượng lớn, thì anh chị cũng cần phải collaboration với nhau. Và các anh chị có thể collaboration với lại khách hàng, nhà cung cấp, mình cập nhật lại cái tiến độ đơn hàng cho khách hàng, cũng như mình yêu cầu nhà cung cấp những cái vật tư, nguyên vật liệu đúng thời gian, đúng số lượng và đúng chủng loại. Và cái collaboration cuối cùng đó là collaboration giữa những dữ liệu với nhau, để cho anh chị có thể phân tích những cái cảnh kinh doanh cũng như là hiệu quả của doanh nghiệp. Như vậy đối với collaboration ở mức độ nhân viên á, thì các anh chị sẽ nhìn rõ được cái năng lực của quy trình, các bước quy trình và tác vụ dễ hơn, nó thông qua bốn yếu tố thôi. Đối với những người sở hữu quy trình như vậy á, thì họ có thể là họ truy vấn xuống các đối tượng, chẳng hạn như đơn hàng này nó có vấn đề gì, hoặc lệnh sản xuất này có vấn đề gì, hoặc mã hàng này nó đang chậm chậm bao lâu, và nếu như nó vượt qua cái khả năng của họ thì cái cấp thẩm quyền có thể tham gia vào trong việc chuẩn thuận, hoặc là đồng ý, hoặc là giải quyết vấn đề. Và giữa nhân viên với nhau á, thì anh chị có thể thông báo trong một phạm vi của cái nhóm thương mại hoặc cái nhóm vận hành để họ biết được cái thông tin, và nếu như cái vấn đề khó khăn thì có thể có được những cái chuyên gia hoặc là những nhân viên mà họ có khả năng để họ xử lý những cái tình huống như vậy. Còn đối với collaboration giữa các hệ thống á, thì nó sẽ giúp cho các anh chị có được một quy trình xuyên suốt, và nó tạo ra một cái sức mạnh tổng hợp mà ở đó các anh chị có thể chia sẻ thông tin với nhau trên toàn hệ thống. Và có thể nếu mà collaboration có thể kết nối với nhân viên, thì nhân viên có thể thực hiện một số cái dịch vụ liên quan tới mình, chẳng hạn như xin nghỉ phép, hay hoặc là họ có thể chia sẻ tài liệu với nhau, hoặc là họ có thể chia sẻ những cái thông tin dự án, họ có thể là bàn thảo hay hoặc là định kế hoạch cho nhau và thông báo nhau một cách kịp thời và đúng lúc. Đối với collaboration liên quan tới cái thiết kế để tung sản phẩm ra thị trường, nếu như các công ty anh chị thì nó có những cái bộ phận thiết kế ở các nơi khác nhau, thì họ có thể chia sẻ cái thông tin một cách dễ dàng hơn. Và dựa cái việc chia sẻ thông tin như vậy á, thì có thể tham gia của bộ phận tài chính vào, thì họ có thể nhìn rõ thị trường hơn, họ đưa ra những ngữ cảnh, họ kiểm tra được các mẫu thử để tung ra thị trường. Như vậy cái thời gian nó cũng sẽ nhanh hơn, và sau này nếu như cái mẫu thử được chấp nhận khi các anh chị chuẩn bị tung một số lượng đơn hàng lớn ra thị trường, thì các anh chị có thể chuyển những thông tin đó, đó là những cái cấu trúc sản phẩm, đó có thể là những công đoạn sản xuất, để nó đi vào trong cái hệ thống ERP. Và đối với collaboration giữa doanh nghiệp với là nhà cung cấp và cũng như là với khách hàng, thì nó sẽ giải quyết ba cái nội dung chính. Cái thứ nhất, đối với nhà cung cấp là vật tư nguyên vật liệu nó phải cần đúng cái thời gian. Đối với lại khách hàng thì họ có thể nhìn rõ được những trạng thái của đơn hàng của họ, và giữa đầu vào là vật tư và khách hàng. Như vậy thì cái chuỗi cung ứng hay hoạt động vận hành của anh chị cũng có thể phản ứng nhanh với lại đòi hỏi của khách hàng. Và collaboration cuối cùng nó liên quan tới mặt dữ liệu. Như vậy khi các anh chị collaboration toàn hệ thống như vậy, các anh chị có thể kích hoạt toàn bộ các quy trình, các anh chị có thể trao đổi thông tin hiệu quả hơn, và cũng như vậy thì những nhà quản lý họ có được cái thông tin để họ đo cái năng lực của doanh nghiệp của mình và những rủi ro tiềm ẩn.